phải lưu ý liên quan đến kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp nữa. Thì về mặt nguyên tắc thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là sẽ áp dụng theo nguyên tắc và theo năm tài chính của doanh nghiệp là như thế nào. Thì trong trường hợp năm tài chính mà đối với cái doanh nghiệp là năm đầu tiên sau khi thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc là năm cuối cùng khi giải thể mà cái thời gian mà cái đấy nó dưới 3 tháng thì có thể đăng ký thông báo với cơ quan thuế để gộp năm tài chính. Như vậy trong trường hợp đấy chúng ta sẽ thấy là những cái doanh nghiệp mà ví dụ như là thành lập khoảng tháng 10 năm 2021 mà dự định là đăng ký năm tài chính theo năm dương lịch, có nghĩa là năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 đúng không ạ? Thì khi đó nếu xét chỉ riêng trong năm dương lịch năm 2021 là từ tháng 10 đến tháng 12, thời gian nó rất là ngắn. Thì như vậy thì các bạn có thể lựa chọn là gộp hai cái tháng đấy vào năm tài chính tiếp theo để tính là một năm tài chính thôi. Đấy chỉ để cái kỳ tính thuế nó là như vậy. Và đồng thời là một khi mà đã đăng ký rồi thì lúc sau chúng ta doanh có thể thay đổi được. Nhiều khi là thay đổi do chính sách hoặc là những khi thay đổi sau khi mua bán sáp nhập thì sẽ thay đổi lại năm tài chính để phù hợp với năm tài chính của công ty mẹ chẳng hạn. Ví dụ như là sẽ có những trường hợp mà trước đây theo quy định của Việt Nam mình thì cứ mặc định khi đăng ký nếu các bạn trường hợp các bạn thông báo hoặc đăng ký khác, còn đâu sẽ mặc định năm tài chính của các bạn là theo năm dương lịch là kết thúc 31 tháng 12. Nhưng sau đó đi với mua bán sáp nhập, giả sử như các công ty Nhật chẳng hạn thì thu Nhật sẽ kết thúc 31 tháng 3 hoặc là 30 tháng 6, kiểu dạng như vậy. Thì khi có sự thay đổi như vậy thì không phải là cứ đăng ký chết một lần ban đầu là xong, mà lúc sau các bạn nếu có nguyện vọng thay đổi vẫn có thể được thay đổi. Thì khi thay đổi như vậy thì các bạn lưu ý là, nhưng mà cái năm tài chính ngay sau chuyển đổi thì nó không được gộp như thế kia nhé. Cái việc mà năm tài chính được phép gộp vào thì nó chỉ áp dụng cho trường hợp là do thành lập mới hoặc là những cái trường hợp mà chưa tích sáp nhập thôi. Đấy chứ. Chỗ này có bạn có câu hỏi là nếu mà thành lập vào 31 tháng 12 ấy, thì nếu mà năm tài chính là 1 tháng 1 thì có được gộp không? Với thứ hai nữa là có cần phải gửi văn bản đến cơ quan thuế không? Cái đấy trường hợp là 31 ngày thành lập ngày 31 tháng 12 hoặc dù có một ngày nhưng mà cũng ở năm trước rồi thì xét cái trường hợp đấy. Và cái thời gian như vậy là có một ngày thôi, thì như mình nói ban nãy là về mặt quy định là các bạn được gộp vào năm tài chính năm sau. Được gộp vào cùng với năm tài chính năm sau thì khi đó thôi. Cũng vui đấy nhỉ. Cái trường hợp của bên bạn là năm tài chính năm sau sẽ bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 kết thúc 31 tháng 12 năm 2022. Năm nhuận. Thì về nguyên tắc là các bạn được gộp. Thì khi gộp như vậy thì các bạn cần phải làm